Hôm nay trước tiên chắc phải gửi đến cái tiêu đề trước, đó là đó gửi đến mấy cái anh chị và cô chú là những người tham gia trên cái mặt trận, đó là đấu tranh chống phản động, có nghĩa là mình gọi là những người là phản biện trên là mạng Facebook. Thì cái tiêu đề bài viết ngày hôm nay tôi có lượt chích là được, là được là các cô chú và các anh chị là đấu tranh chống là phản động trên mạng xã hội, đó coi như là tóm tắt vắn tắt trong một số cái bài viết, và sau đó là được tổng hợp lại. Cho nên tôi sẽ lấy cái bài viết này coi như là một lời, cũng là nhắn nhủ và cũng muốn gửi đến tất cả các cô chú, các anh chị và các em, những người là lên trên không gian mạng Facebook này, có người thì livestream, có người thì viết bài, để gì, để chúng ta là tuyên truyền cũng như là vạch mặt cái đám dân chỗ cùi và những cái lũ lưu manh chính trị và cái bọn gọi là cái bọn cơ hội chính trị chúng nó đang ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta, còn cái lũ xỏ lá ba que ở cái xứ và California. Đối với bọn đó thì chúng ta cũng chả xem chúng nó ra cái gì. Thì cái bài viết ngày hôm nay của tôi nó sẽ có tiêu đề, đó là đôi lời về phong trào chống phản động. Thứ nhất là phần 1 sẽ về nhận diện bọn phản động. Thì lâu nay chúng ta vẫn nghe nói về Việt Tân và các tổ chức phản động khác ở hải ngoại, nhưng có lẽ nhiều người vẫn thắc mắc, vậy thực ra bọn chúng là ai, tiền ở đâu mà bọn chúng hoạt động, rồi ai đứng sau bọn chúng và mục tiêu của bọn chúng là gì? Thì chúng ta đều đã biết các tổ chức phản động ở tại hải ngoại đều có thành phần chính là bọn lính ngụy cũ của chế độ là ngụy quyền Sài Gòn ở tại là miền Nam Việt Nam. Nhưng không nhiều người biết rằng đứng sau lưng bọn mà chúng chính là các dân biểu và các quan chức của chính quyền là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và một số tổ chức là của là chính quyền Mỹ. Trước hết nhấn mạnh rằng mục đích của các tổ chức phản động hải ngoại là tiền, để lật đổ là cơm sườn, chỉ là mục tiêu phụ. Bọn chúng chỉ coi đây là hình thức kinh doanh, một loại hình dịch vụ để kiếm tiền sống qua ngày. Bọn chúng là nhận tiền từ ba khách hàng chính với các mục tiêu là khác nhau. Khách hàng đầu tiên và là khách hàng chính của bọn chúng chính là chính phủ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chính phủ Mỹ thực chất là chính phủ của các tập đoàn tài phiệt. Các tập đoàn này luôn muốn gây áp lực lên chính quyền Việt Nam để đánh đổi các điều kiện là có lợi là cho bọn chúng trong các cuộc đàm phán, và dân chủ nhân quyền là chiêu bài quen thuộc của bọn chúng trong nhiều năm qua. Chính phủ Mỹ đầu tư là tiền cho các tổ chức phản động hải ngoại để bọn chúng lại bơm tiền về cho là bọn phản động trong nước, gây rối, gây mất an ninh là trật tự và ổn định xã hội, để đến khi chính quyền Việt Nam có các biện pháp đối phó bắt giữ bọn phản động thì chúng sẽ hô vào la lối là vi phạm nhân quyền, hạn chế dân chủ và coi đây là điều kiện để đem ra ngoài mặt cả trong các cuộc đàm phán về kinh tế hay chính trị. Mỹ áp dụng chiêu bài này không chỉ với Việt Nam mà với nhiều nước khác trên thế giới, những nước mà coi như là không theo Mỹ. Khách hàng thứ hai của các tổ chức chống cộng hải ngoại là các dân biểu. Các thành phần muốn tranh thủ là phiếu bầu của cộng đồng Việt ở hải ngoại. Các thành phần này để chiếm thiện cảm và phiếu bầu của cộng đồng người Việt thường ra mặt ủng hộ các phong trào chống cộng bằng việc là đóng góp tiền cho các tổ chức phản động, tổ chức sự kiện, vận động các thành viên khác của chính phủ. Của chính phủ Mỹ là cùng lên án là chính quyền Việt Nam.
Qua đây chúng ta có thể thấy những chiêu bài gọi là dân chủ nhân quyền thật ra chỉ là cái câu cửa miệng của đám chống cộng mà thôi. Mục tiêu chính của bọn nó vẫn là sủa vì tiền. Đơn giản. Những ai mà không đóng góp cho các tổ chức phản động, không ủng hộ bọn chúng, đều bị bọn chúng là quy là theo là hả cơm sườn, sẽ bị kêu gọi tẩy chay và khó có khả năng là thắng cử trong các khu vực là đông người Việt. Muốn chiếm được có là hả, muốn có được tiền và muốn có được phiếu bầu của là cộng đồng người Việt mà hả chống cộng cực đoan á, thì sao, thì phải chống cộng. Chống cộng thì vừa có tiền, vừa có quyền, vừa được phiếu bầu. Còn không chống thì nó tẩy chay hết. Cái này chỉ một số thành phần cực đoan, chứ không phải là nó hết. Nó hết gì là sẽ đồng chạm đến bà con Việt Kiều. Kẹt. Nguồn thu nhập thứ ba của tổ chức phản động chính là do quyên góp. Lừa đảo bà con hải ngoại. Và bọn chúng dùng các phương tiện báo đài để bóp méo sự thật về tình hình trong nước, vẽ ra cho đồng bào hải ngoại về cái viễn cảnh là cộng sản sẽ sụp đổ. Rồi bọn chúng sẽ về nắm quyền, rồi bọn chúng kêu gọi bà con nói là hải ngoại hãy đóng góp đầu tư vào bọn chúng để gì, để được hưởng là các đặc ân là trong chính quyền mới. Không ít bà con hải ngoại bị lừa đảo trong một thời gian dài như vậy. Và xem ra thì cái tổ chức vịt thầm này đúng là những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, làm giàu trên chính xương máu của là cộng đồng là người Việt ở hải ngoại. Bọn phản động trong nước chỉ là các con cờ trên cái màn cờ của các tổ chức là chống cộng hải ngoại. Các tổ chức phản động hải ngoại không hề quan tâm gì đến nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam cả. Bọn chúng chỉ muốn tụ tập là được nhiều người Việt Nam, cả trên mạng và ngoài xã hội, để chứng tỏ với bà con kiều bào hải ngoại là bọn chúng đang thành công tại Việt Nam. Gần sắp đến ngày là cơm sườn sụp đổ, bọn chúng cần những hình ảnh đó để đưa lên báo đài, để duy trì sự ủng hộ của bà con hải ngoại, để dễ dàng mà vác cái thùng đi viên góp. Chống phản động là cuộc chiến lâu dài. Chúng ta phải thấy rằng cuộc chiến chống phản động là một cuộc đấu tranh rất khó khăn và lâu dài. Vì chúng ta thực ra đang là phải chiến đấu với các thế lực đứng sau là bọn chúng. Chính phủ Mỹ ít nhất là trong tương lai gần không muốn lật đổ chính quyền Việt Nam. Vì nếu có bất ổn tại Việt Nam thì Trung Quốc sẽ có được nhiều thuận lợi trong việc độc chiếm Biển Đông, cũng như đẩy mạnh việc kiểm soát Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Mỹ không muốn điều đó xảy ra. Mỹ biết là chỉ có chính quyền Việt Nam hiện tại mới có đủ sức kiềm chế Trung Quốc. Các tổ chức chống cộng cũng biết rõ như vậy, rằng cơm sườn sẽ không thể nào bị lật đổ một cách dễ dàng. Nhưng Mỹ cũng không muốn Việt Nam ổn định. Vì thế Mỹ sẽ luôn bơm tiền cho các tổ chức phản động. Vì vậy đây sẽ là một cuộc chiến giằng co và khó có đến có ngày hồi kết. Các tổ chức phản động hải ngoại vì thế sẽ luôn có việc làm trong một thời gian nữa, chỉ trừ khi nào chính quyền Mỹ không còn bơm tiền cho bọn chúng nữa thì quả mai là chúng nó mới là gì, mới có không có đi chống cộng mà thôi, có nghĩa là không đi phá làng phá xóm. Thì chúng ta cũng đều đã biết Mỹ lúc nào cũng gì muốn gây sức ép và tìm đủ mọi cách để gây mất ổn định ở là tại đất nước của chúng ta, nhằm là gì, nhà muốn lôi kéo là chính quyền Việt Nam của chúng ta là gì, thân Mỹ và đi theo Mỹ, trở thành gì tay sai cho Mỹ, giống như cái bọn gì, bọn tụt quần đu càng. Nó thế cho nó ngắn gọn, nó nhiều mất công là mấy là bác tổ tông là dẻ cứt bà sọc của tôi là cảm thấy buồn tội nghiệp. Chúng ta sẽ chống phản động như thế nào? Nhìn qua các diễn biến trong thời gian qua, chúng ta có thể thấy là chính quyền Việt Nam đã có những bước đi rất khôn khéo và đúng đắn trước những khó khăn rất lớn, vừa phải đảm bảo là phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, nhưng vẫn phải đảm bảo an ninh quốc phòng. Họ đã có những bước đi rất thận trọng và đúng đắn. Đấu tranh với các thế lực phản động không thể nóng vội,
Bởi vì như thế sẽ rơi vào cái bẫy giống như Libya đã dính phải. Vì thế, đối với là lực lượng chống phản động tự phát như là chúng ta, điều đầu tiên là phải tin tưởng vào các tổ chức của chính phủ, phải tôn trọng pháp luật. Đó là cái điều hiển nhiên. Thượng tôn pháp luật là trên hết. Những kẻ nào mà không có là thượng tôn pháp luật thì sẽ bị là pháp luật trừng trị thẳng tay. Đó là điều hiển nhiên. Thực ra các tổ chức là chống cộng hải ngoại cũng rất lo lắng nếu phong trào chống cộng kéo dài và không có các thành công cụ thể. Vì nếu càng kéo dài thì bà con kiều bào hải ngoại sẽ không đủ kiên nhẫn và dần dần sẽ nhận ra cái bản chất lừa đảo của bọn chúng. Mặt khác, khi lứa người già hải ngoại là chết đi thì lứa trẻ sẽ chẳng mặn mà gì với cái việc chống cộng này. Chưa nói họ là những người có học thức hơn, không dễ gì lừa họ được. Khi mất đi sự ủng hộ của cộng đồng người Việt hải ngoại, các tổ chức chống cộng sẽ mất đi hai là nguồn thu chính. Chỉ còn lại nguồn thu từ chính phủ Mỹ thì bọn chúng sẽ gặp khó khăn rất lớn. Cho nên hiện nay ngoài ba phương án nguồn thu mà tôi kể trên, nó thật ra hiện nay tổ chức là khủng bố Việt Tân có một cái nguồn thu rất là lớn mà cũng không ai có thể nào ngờ tới. Mà khi nói ra đến cái nguồn thu đó, là thứ tư thì chắc nhiều người cũng chắc có lẽ là có một số ít thôi sẽ ngạc nhiên, nhưng mà đối với một số cô chú khác thì chắc có lẽ là họ cũng chẳng ngạc nhiên gì đâu. Nhất là một số bà con kiều bào ở tại là bên Cali ở bển. Nguồn thu thứ tư đó từ ở đâu mà ra? Nếu như là hai cái nguồn thu là từ cái như các dân biểu và các tức là một số người Việt mà cực đoan là chống cộng, chỉ còn lại một nguồn thu là từ chính phủ Mỹ, mất hai nguồn, còn một nguồn gì là đói khổ lắm rồi. Mà cái nguồn thu thứ tư này lại khá lớn và điều đặc biệt nữa là chi cũng rất hào phóng. Nguồn thu thứ tư đó chính là do Trung Quốc nó tài trợ cho đám khủng bố Việt Tân này để làm cái gì? Để quậy phá cũng y như là đám Mỹ. Nhưng mà có gì? Quậy phá đây là tuyên truyền cái chiêu bài là gì? Bài Tàu, chống Tàu. Để làm chi? Gây ra hiềm khích giữa nhân dân hai nước. Để từ đó sẽ dẫn đến những vấn đề xô xát trong các vấn đề xã hội, thì Trung Quốc càng có cớ đi. Có cớ đi là can thiệp vào những cái vấn đề đó, giống như những năm mà 79 mà Trung Quốc từng hô hào rằng đó là gì, Việt Nam của chúng ta đó là cướp bóc các tài sản là của là Hoa Kỳ của là ở là miền Nam đó, thì đó cũng là một cái chiêu bài của là gì? Của Trung Quốc. Xem ra thì cái việc đó là chống cộng cái gì đấy, đấu tranh nhân quyền gì của bọn tổ chức khủng bố này, Việt Tân này, thật ra cũng chỉ là cái câu cửa miệng. Đối với bọn chúng, tiền là trên hết. Và cho dù có tiền Mỹ hay là tiền châu Âu hay là thậm chí là tiền của Trung Quốc đi chăng nữa thì nó cũng gì, nó cũng đều thơm như nhau cả, và chúng nó đâu có chê được. Mà tôi nói cái này thì nó hoàn toàn là gì? Có những chứng cứ nó xác đáng và rõ ràng, chứ không phải nó khơi khơi. Mà không cần phải đến bây giờ, mà thậm chí trước lúc mà cái thể chế gọi là cái gì, không phải là cái thể chế, phải gọi cho đúng hơn, chuẩn hơn đó gì, cái băng đảng là ngụy quyền Sài Gòn này, thì chúng nó cũng là gì, cũng đã nhận tiền của gì, của cả Trung Quốc từ lâu rồi, chứ không phải là đến hôm nay. Hôm nay cũng chỉ là một cái bề nổi của cái tảng băng nó đã chìm lâu năm mà thôi. Bởi vì cái bản chất của bọn này thì chúng ta cũng đã quá rõ rồi. Ăn bám, hãy có lợi ích cho chúng nó thì cái gì chúng nó cũng làm cả, chứ chẳng cần phải nói nhiều làm gì. Tôi là một người con Việt Nam sống xa tổ quốc nhưng vẫn rất quan tâm và lo lắng đến tình hình nước nhà. Tôi đã rất lo lắng khi thấy bọn phản động đã có những sự phát triển đáng kể trong việc gây dựng phong trào tại Việt Nam. Số lượng người dân nghe theo lời dụ dỗ của bọn chúng khá là nhiều. Đáng lo hơn là vì nhiều người trong số họ là những người rất trẻ,
Nhưng tôi cũng rất mừng khi thấy vẫn có nhiều là người nhiệt huyết trong việc đấu tranh với các luận điểm phản động. Chúng ta, những người dân bình thường, bức xúc trong trước các luận điệu xuyên tạc của bọn phản quốc, lo lắng cho sự ổn định của đất nước, đã tự nguyện dành thời gian và công sức cho việc là chống phản động này. Mà mong chúng ta phải sửa từ phản động lại, và nói đúng hơn là những kẻ phản quốc, nó chuẩn. Chúng ta biết rằng cuộc chiến chống phản quốc là rất lâu dài, nhưng chúng ta không được nản chí, vì đất nước cần chúng ta. Nhiều người dân, nhất là những người trẻ, đang bị bọn là phản quốc dụ dỗ, đang rất cần là chúng ta. Việc chúng ta có thể làm được mà không ai khác có thể làm tốt hơn là đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc trên mặt trận là mạng xã hội, nâng cao ý thức của người dân, giúp họ tránh được sự dụ dỗ của bọn phản quốc. Theo tôi, để góp phần nâng cao nhận thức người dân và cần cảnh tỉnh những người đã bị bọn phản quốc nó dụ dỗ, chúng ta ngoài việc lên các diễn đàn của bọn chúng là phản biện, report và review bọn chúng, chúng ta cần phải liên tục comment trên trang của bọn chúng những nội dung cảnh tỉnh mọi người. Nếu chúng ta comment tràn ngập, kéo dài và lặp đi lặp lại với các cách viết và giọng văn khác nhau, thì khả năng là nhiều người dân sẽ đọc và từ từ sẽ hiểu ra. Theo tôi, một số trong những nội dung cần lặp đi lặp lại là: mục đích của bọn phản động hải ngoại chỉ là tiền, và bọn chúng biết là không thể nào lật được là chính quyền cơm sườn Việt Nam. Những người dân trong nước đang bị bọn phản động là dụ dỗ, chỉ là công cụ, là con tốt hí của bọn chúng. Chính phủ Việt Nam sẽ không nhân nhượng với những hành động phá hoại. Những thành phần chống đối nổi bật sẽ bị pháp luật trừng trị, chỉ là sớm hoặc muộn thôi. Và ngày hôm nay là ngày 5 tháng 4, là ngày xử là 6 thằng trong cái gọi là cái hội là phản quốc anh em dân chủ gì đó, đang ra đứng trước cái vành móng ngựa đó. Và đó cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho những thằng phản quốc đang sống ở trên cái đất nước Việt Nam này, lấy đó mà làm gương. Đất nước nào cũng có những mặt tồn tại cần khắc phục. Việt Nam cũng vậy, và phong trào chống tham nhũng tại Việt Nam đang có những thành công rất to lớn. Đó là một đôi lời về các suy nghĩ của tôi, rất mong nhận được các ý kiến và đóng góp của các bạn. Thì đây là một cái tâm tư của một cái là Việt Kiều ở hải ngoại. Thì thời gian vừa qua thì chúng ta có thể thấy hàng loạt các cá nhân, các tổ chức trong các băng nhóm gọi là đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, yêu cá, yêu cây các kiểu, vân vân và vân vân. Đặc biệt là một số núp dưới cái danh nghĩa là dân tham ấy, đã phải ra đứng trước vành móng ngựa và trả lời trước pháp luật, như Cấn Thị Thiêu, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và sắp và ngày hôm nay là 6 tên trong cái hội âm em dân là dân chủ. Nếu như ngày hôm nay là mấy cái tay là nực sư là toàn thua có cái hợp tác xã dân chủ mà không có dở chứng là Ali Hấp bấm nút không đến phiên tòa để phiên tòa phải hoãn xét xử, thì theo trình tự thì ngày hôm nay 6 thành viên cốt cán của cái hội anh em dân chủ sẽ ra đứng trước vành móng ngựa để trả lời những câu hỏi của pháp luật về các hành vi là phản quốc của mình. Khi nhận tiền tài trợ của các tổ chức khủng bố là Việt Tân và các tổ chức chống cộng ở hải ngoại để gây mất an ninh trật tự tại là Việt Nam, qua các điểm nóng ở tại như là Hà Tĩnh, như là vụ xả thải thạch Phoatmosa, và những cái chiêu bài coi như là yêu cá yêu cây gì đó tùm lum bát nhã, cho nói chung là rất là nhiều.